Một món ăn ngon, bổ dưỡng và lạ miệng mà hôm nay Lina giới thiệu đến anh chị em và các bạn đó là món củ sen nhồi nếp hầm mật ong. Đây không phải là một món ăn cơm mà nó được dùng như là một món tráng miệng. Để biết được món ăn này làm như thế nào thì bây giờ xin mời anh chị em và các bạn xem phần video tiếp theo nha. Thành phần nguyên liệu gồm có một củ sen 600g, 60g nếp rửa sạch và để cho ráo nước. Bảy mươi gram đường phèn, sáu đến bảy muỗng canh mật ong, tùy theo các bạn thích ăn ngọt nhiều hay ngọt ít. Nếu các bạn thích ăn táo tàu thì mình dùng thêm vài trái táo tàu khô, khoảng 4-5 trái, nhưng mà vì mình không có thích ăn táo tàu cho nên mình không có dùng táo tàu. Mình chuẩn bị một thau nước, cho vào nửa muỗng cà phê muối, một muỗng canh giấm, nước này. Một chút nữa mình sẽ ngâm củ sen vào trong đây, tại vì củ sen nếu mà mình bào vỏ ra mà mình để bên ngoài thì nó sẽ bị đen, cho nên mình sẽ ngâm vào trong nước muối cũng như là giấm cho nó không có bị đen và nó sẽ sạch, nó trắng hơn. Mình sẽ cắt như vậy. Mình chừa lại như vậy nè, cắt bỏ cái chóp đầu thôi, mình chừa lại một phần, mình tỉa cho nó sạch. Ngâm vào đây. Mình sẽ ngâm củ sen ở đây 10 phút. Mình ngâm cho ngập nước luôn nha các bạn, tại vì ở bên trong củ sen nè nó rất là dơ, cho nên mình sẽ ngâm cho ngập nước thì ở bên trong cái cục phần củ sen nó mới sạch. Củ sen sau khi ngâm 10 phút, bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch lại với nước lạnh và để cho ráo nước. Củ sen sau khi ngâm chung với nước muối và giấm nó rất là trắng luôn nè. Bây giờ mình sẽ nhồi cái phần gạo nếp này vào trong củ sen. Những cái lỗ của củ sen nó rất là nhỏ cho nên mình rất là khó nhồi nếp vào trong này. Mình sẽ dùng một cái ống hút để làm dụng cụ lấy nếp rồi cho vào trong cái củ sen nó sẽ dễ hơn. Mình cắt cái ống hút ra. Đó, mình cắt như vậy, mình làm giống như cái muỗng vậy đó, thì mình làm hơi lâu nha các bạn. Đó, mình làm như vậy thì nó sẽ không có bị đổ hết ra ngoài, nhưng mà mình làm lâu, cái này sẽ hơi lâu một chút. Mình làm cái này phải chịu khó chút nha các bạn, nó sẽ hơi lâu đó. À,
À mình quên nữa các bạn, mình sẽ cắt một chút xíu ở phía trên đầu này ra. Đó, mình chừa cái phần đầu này lại một chút nữa mình sẽ ráp chảo riêu sau. Và bây giờ mình tiếp tục nhồi cái phần nếp. Đây, sau một hồi vất vả nhồi nếp đó, cái phần nếp dư này thì mình chừa lại muốn làm gì làm. Mình sẽ gạt cho sạch cái phần nếp ở trên đây, mình mới đẩy cái này lại. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy lại, mình ghim, dùng tâm để ghim xuống, giữ chặt cái phần này. Đó, cái phần này nó sẽ giữ cái phần nếp ở bên trong, để cho nếp nó không có dễ bị rớt ra khi mà mình hầm đó. Bây giờ mình cho củ sen vào trong nồi. Cho nước vào đây. Mình cho vào đây là 2 lít nước. Cho vào một chút xíu muối. Khoảng 1 phần 6 muỗng cà phê muối. Bây giờ mình bắt nồi lên trên bếp và nấu cho cái nồi này nó sôi lên. Khi đã sôi rồi thì mình mở nắp ra và hạ lửa nhỏ xuống nha các bạn. Mình hạ lửa nhỏ xuống để cho cái phần nếp bên trong nó sẽ không có bị trào ra bên ngoài. Tại vì nếu sôi mạnh quá nó sẽ trào ra bên ngoài. Rồi mình cho vào đường phèn, mật ong. Rồi mình vặn lửa nhỏ và tiếp tục hầm cho đến khi củ sen nó mềm. Sau khi mình nấu được 2 tiếng rưỡi thì mình dùng nĩa mình xăm thử. Thì thấy là củ sen nó đã chín rồi nè, nó mềm rồi. Cái món này thì mình nấu hơi lâu một chút nha các bạn. Tại vì mình phải hầm với lửa nhỏ để cho củ sen nó mềm và cái nước mật ong cũng như là đường phèn nó thấm rút vào trong củ sen, như vậy thì nó mới ngon. Nước thì nó cũng đã rút cạn bớt rồi. Bếp ở nhà Lina có 9 số thì mình bây giờ mình mở lên số 7. Mình mở lửa lớn lên để cho cái nước sốt nó rút nhanh và nó kẹo lại. Rồi mình tiếp tục hầm chờ cho cái nước sốt nó kẹo lại. Rồi sau khi mà mình hầm thêm khoảng chừng 30 phút nữa thì bây giờ cái nước sốt của nó đã sệt lại rồi nè các bạn. Các bạn nhớ là trong 30 phút sau cùng này thì lâu lâu mình cũng trở mặt của củ sen cũng như là múc cái nước sốt này chan đều lên trên củ sen để cho nó thấm đều hết cái mật ong. Đó, nước nó sệt lại luôn rồi, các bạn nhìn thấy không? Đó. Để mình quay gần cho các bạn xem ha. Đó. Nó kẹo sệt lại gì nè. Như vậy là được rồi đó. Rồi bây giờ mình tắt bếp. Mình sẽ lấy củ sen ra. Nước sốt này thì các bạn nhớ đem ra khỏi bếp nha các bạn. Tại vì nếu mà mình để trên bếp còn nóng đó, nó sẽ cạn lại hết và nó khét. Mình phải chờ cho thật là nguội, sau đó mình mới cắt cái củ sen ra. Khi ăn mình sẽ chan cái phần nước sốt lên trên củ sen. Món ăn có vị dẻo bùi của củ sen và nếp, vị ngọt nhẹ thanh mát của mật ong cũng như là của đường phèn quá là tuyệt vời. Nếu như anh chị em và bạn nào chưa có từng ăn qua món này á, thì mình hãy làm thử nha.
Hy vọng anh chị em và các bạn sẽ yêu thích món ăn này và cũng đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình. Cảm ơn anh chị em và các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong món ăn lần sau.